được 12 bông rồi. Xin thưa với các bác là nó nở 12 bông. Và đến hôm nay thì nó lại nở cho em một cái bông nữa. Thì em lại xin quay và gửi đến các bác cùng chiêm ngưỡng. Thưa các bác, thì hôm trước ấy là em có dùng cái biện pháp là kích hoa đấy, kích hoa đối với cái giò lan kiếm này để cho nó ra hoa để chơi. Và sau khi mà cái đàn hoa nó tàn rồi thì em đang đi vào cái công đoạn là chăm sóc. Em chăm sóc nó để cho sang năm nó có một cái chậu kiếm, có một cái bụi lá ruột rịt, bụi lá to và ngắn. Thế thì hôm nay nó lại nở cho em được một cái cần hoa khá là đẹp. Thì em xin quay và chia sẻ đến với các bác. Đây là một cái bông lồ hội tuyết ngọc. Ở bên ngoài nó ánh xanh nhưng mà nó quay lên thì không đạt được cái màu xanh. Em đưa ra chỗ sáng, nói chung là không đạt. Vâng, cái giò tuyết ngọc này thì được trồng trên một cái gỗ lũa. Và cái giò này của em thì nó khoảng 4-5 chục thân các bạn nhé. Đây, lá nó dài như này, nhưng mà bây giờ em đang chăm sóc cho nó ngắn lại, còn có thế này, nó chỉ có một nửa thôi. Xin thưa với các bác là cái bộ mà phân thuốc mà em đang chia sẻ giới thiệu đến các bác đấy, thì nó có một cái ưu điểm là chăm sóc lan kiếm thì rất là tuyệt vời. Chăm sóc lan kiếm thì lá nó to gấp đôi và nó ngắn có một nửa thôi, rất là thích. Và cái thân của nó thì rất nhiều lá, bẹ lá và nhiều lá, và măng mầm thì nó đẻ rất là khỏe. Đấy, đây là chăm sóc lan kiếm các bác nha. Còn là chăm sóc phi điệp này. Chăm sóc phi điệp. Đấy. Chăm sóc phi điệp. Đây xin các bác xem, đây những các cái cây phi điệp. Các bác xem những các cái mầm gốc phi điệp như thế này thì có đạt yêu cầu. Vâng, cái chậu này của em chắc là cũng chỉ ra được bông này nữa là thôi. Về mười mấy bông nữa.
mười mấy bông rồi. Thời gian vừa rồi nó bị nắng quá các bạn. Đây các bác lưu ý này, cái cây này của em cũng đang có hiện tượng bị bệnh thán thư rồi này. Đấy, nó bị đốm rồi này. Vâng, đây là một giò kiếm mà rất nhiều người thích và gạ gẫm em, nhưng mà xin thưa với các bác là em không phải giữ lại để chơi các bác. Nói chung là nó là một cái giò kiếm, hiện tại nó là một cái giò kiếm mà trấn vườn của em, không thể giao dịch được. Để chăm sóc được một cái chậu kiếm như thế này thì phải mất vài năm. Vâng, và các bác xem những các cái chậu năm sao Sita của em. Nói chung là em còn một loạt kia nhưng mà mới ươm thôi. Còn năm ngoái thì em ươm được một số cây thì em bán hết. Cái dòng địa lan kia thì em cũng mới chơi từ đợt Tết. Đây là một số những các cái cây mà em cũng mới sưu tầm này để em ươm. Nhanh chóng thì phải cuối năm nay, thì sang năm thì nó sẽ cho em một số những các cái giò rất là đẹp. Vâng, thưa vậy em xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.